Chào mừng quay trở lại với Trần Quốc Tùng và đến với một giá đường trên của Sotrema. Ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Darius của với Kermil với lối lên trang bị đó chính là ma vũ song kiếm anh em nha Và cùng xem ma vũ song kiếm trong tay Darius nó sẽ khắc chế Kermil như thế nào nào. Let's go. They will regret opposing me. Ok, Ngọc Tái Thừa cho anh em tham khảo có Darius đi top, kèo đấu gặp một con Kermil. Đây là một kèo mà Darius nó sẽ có chất tướng nhỉnh hơn hoàn toàn anh em nhá Đây là một kèo trên, và lại còn mang theo thiếu đốt nữa thì uh, cái giáo án này mình đã làm cho anh em xem rất là nhiều rồi nhưng mà ngày hôm nay thì cùng xem xem là cái lối lên trang bị của sao sẽ có gì đặc biệt anh em nha ngọc chi tiết nó sẽ là chinh phục đắc thắng huyền tạo tốc đánh cùng với chỗ trợ cuối cùng bằng phụ lấy bánh bí quy và thấu thị vũ trụ thấu thị vũ trụ lúc này nó đang rất là cần thiết cho đa anh em ạ à. mình cảm giác là những phép bổ trợ đường trên như là thiếu đốt hay là tốc hành thì nó đều cần đến thấu thị để các bạn có thể hồi chiêu nhanh hơn và cả tốc biến nữa thì phía bên kia cơ mi nó cũng sẽ là một con tướng có thể mang theo thiếu đốt thì cái nhịp tranh lệch thiêu đốt giữa cái thấu thi vũ trụ của Sao cùng với Cơ nó có thể tạo ra những tình huống chơi trên cơ trong một vài khoảnh khắc. À, ngọc dưới thì là tốc đánh sát thương thêm cùng với máu trực tiếp thôi. Kèo này thì uh, Darius thiêu đốt nó là một con tướng đi đường cực kỳ mạnh. Cơ thì cái sức chống chịu của nó mức độ tương đối thấp và ở level 6 thì cái tỷ lệ có solo kill với thiêu đốt cùng với máy chém đau no sớt nó là rất cao. Vì sát thương chuẩn thì nó không bị hạn chế bởi cái lớp khiên nội tại của Cơ anh em nhé level 6 mà cứ lấy 5 stack được là dập chu cuối thiêu đốt Tỷ lệ đi là 99% Thì cùng xem xem là xử lý đầu trận thì Ngày hôm nay có tiếp trích gì đặc biệt hay không Nếu không thì cứ đánh chiêu chiêu bình thường đến level 3 là tự win thôi anh em nhé Kèo này level 1 thì Nếu mà chặn lính 6 con để mà nâng đất lưu á Mình nghĩ là hơi nguy hiểm Do là cơ nó sẽ có cái nội tại Giảm được rất nhiều sát thương Và nếu mà cơ độ một các bạn chặn lính đối phương có thể nâng quy đó nó chơi hết ngắn hạn bằng đánh tay quy sau đó rút lui thôi thì cái lớp giáp nội tại là một công cụ để chống một tình huống chặn sau lính đến từ cơ mi rất là tốt và kèo này thì mình nghĩ đánh an toàn thì chờ level 2, level 3 như các bạn thấy thì cơ mi sẽ đánh bằng dịch chuyển cùng với thiêu đốt nhiều người đánh kèo này mà gặp đa với thiêu đốt là họ sẽ rén họ sẽ mang theo kiểu là tốc biến cùng với thiêu đốt chẳng hạn vì nếu mà cơ mi không có thiêu đốt mình cảm giác là cái sức sát thương đến từ cơ mi nó không đủ để đe dọa các con đấu sĩ đường trên mà nếu như không có tốc biến thì bắt buộc phải dùng E để tẩu thoát trong những tình huống áp sát đến từ Darius. Mà cái E cơ là kỹ năng bị khắc chế bởi E Darius nữa anh em nhé. Thì nói chung đây là một kèo mình đã làm rất là nhiều giáo án cho anh em xem rồi. Cùng xem ngày hôm nay thì cái hướng lên trang bị của Sotra thì nó sẽ là những món trang bị nào. Ma Vũ sẽ lên là đồ mấy nữa. Và cái cách dùng Ma Vũ khắc chế cơ thì nó như nào anh em nhé. Yo. Dạ. Trận đấu diễn ra ở mức kim cương, cương một cao thủ của máy chủ Trung Quốc Khởi đầu với kiếm Doran rất là tự tin thôi Nhưng mà cần phải xử lý kèo này đủ tốt anh em nhé Bởi vì cơ nó là con tướng mà Cái ngữ sức mạnh tam hợp hoặc là Cái khả năng để lẻ của nó rất là tốt Thế là Cần phải đi đối phương đến nơi đến trốn kèo này Mà công cụ để đi thì mình nói rồi đó Một chất tướng nhỉnh hơn Đối phương không có tốc biến Mình thì có sát thương chuẩn đến từ máy chém no sớt cùng với thiêu đốt Dừng vắn này là Lilia anh em nhé Mít thì là sai lát, mít dùng đoạn dùng đoạn toàn sát thực phép cái... thôi Dùng đối phương là một con Lee Sin con bình, 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 bình Cấp 1 chắc là kèo này nâng quy ha Nâng quy đổi với cái W của Camille cũng là một cách chơi hit Tức là đối phương sẽ có những pha đứt dìa Còn mình thì mình trả đam bằng quy dìa Mà Nó là một cách trao đổi cũng rất là tốt đoạn giữa Darius cùng với Camille hai kỹ năng này nó cũng khá là giống nhau <laughs> nó đều là cái đứt rìa của Cơm mi hồi máu cùng với quy rìa darius hồi máu mà cái quy rìa darius nó còn cho thêm một stack nội tại nữa anh em chiêu chiêu ha kèo này không cần phải đánh vội đâu các bạn đánh level 3 là tự động chất tướng nó win rồi à? bot vừa vào đã thấy sổ vào đánh nhau tối bụi rồi cắm mắt sớm ở khu vực sông và sau đó thì chưa thấy cơm mưu đâu cả bây giờ đối phương đây giờ đối phương khởi đầu với một cái kiếm đo ra mình quy đối phương đức ừ. <laughs> nhưng đối phương đức và ba con xa nhé đối phương đức gì ba con xa tức là đối phương đẩy đường nhanh hơn mình một chút đó các bạn đã đánh kèo thua là còn thích đẩy đường rồi level 3 với cái thầy lính bị đóng băng thì con cơm mưu chơi game kiểu gì kèo này thường cơm mưu đánh an toàn thì nên để lính trước trụ để farm thôi anh em còn cơ này là cơ muốn lên hai sớm lại còn đẩy đường nhanh nữa Tôi nghĩ level 3 là bị đóng băng đó Mà và kèo thua bị đóng băng là thò xé rất là nặng anh em ạ Ủa quy diệt không thành công đối phương quy cố dìa khá khó chịu Cơ Cơ được tự tin ha Xử lý đẩy đường sau đó cắm mắt sông trên rồi Quy diệt thành công đánh tay thêm một đòn Nhưng mà nên chờ level 3 lấy 5 stack cho nó dễ anh em nhé Đối phương level 3 trước đối phương đứt dìa trượt rồi chiến công đầu khu vực đường dưới và một đổi một quy rìa thành công đánh tay w một đòn trong lúc đối phương lao lên năm stack là chắc rồi có gì nữa còn e này e đánh tay gái cái w một cái solo kill, dễ không dễ vãi ôi cái kèo này level ba tự nhiên cơ mi chủ động va chạm ạ à. mà trên cái đường e của cơ mi nó đã bị con đang biết để đánh tay w tức là vừa quy rìa trốn cái đối phương đang e đánh tay w trên đường bay đã là ba stack rồi anh em nhé và năm stack ở level ba làm sao mà cơ mi chịu nổi nó cũng không phải là một tình huống fit chiến thuật gì cho cam Nếu như fit chiến thuật nó phải là con Saiyan có cái nội tại reset ở cái tên này này anh em này <laughs> Cơm như này non ác ạ à. Đối phương về TP lên full cây nhưng mà sau cho mừng thì lại thấy cấp độ Chưa có khoảng trống về nhà giải phóng lượng tiền từ mạng solo queue anh em nhé Nhìn nó thấy cơ bị chết rồi á Tức là vào kèo thua xong lại còn đẩy đường nữa Tội là cái tội rất nặng Xong lại còn đánh láo nữa thế Sao cho mong đang chấp gần như là nửa cây máu của mình Đối phương đứt dìa Lilia liệu rằng có lên kịp hay không Quy dìa không thành công Đối phương E la vào tấn công ngay lập tức Thực ra lúc đối phương E các bạn vẫn có thể đứt một cái anh em nhé Nhưng các bạn phải rất là nhanh tay cái nhịp đó Cái nhịp E đối phương á Kéo E đánh tay đứt quy rất mượt Đứt quy dạng cancel animation anh em nhé Ồ oh, xin có mặt à căng thế nhờ Ờ, uh, dừng mình đâu ta Máu hơi yếu rồi anh em ơi Không còn E để chống băng trụ Né đứt dìa, bết được đứt dìa tốt Có level 5, đối phương E1, E2 đánh tay Đối phương mất giáp nội tại rồi Sẽ là một phá đứt quy trăng W quy hồi máu, Lee Sin quyết định băng trụ sớm Vội rồi, Lee Sin vội rồi, kéo E thành công Trụ không bắn Lee Sin à Trụ bắn Lee Sin, một cú W lưu và sát thương đốt nội tại là đủ Lee Sin lên xích mùa xanh cho ạ <laughs> Ly vội không có lính bằng trụ cơ vi không đẩy được đường Nó không có kỹ năng dọn lính các bạn Ly xin vội và sóng âm né cái nhẹ còn nguyên tốc biến ạ à. Cơ mi sao tốc biến quy dìa à? Ui cơ mi giật về à Cơ mi mà dấn lên dính quy dìa là chết rồi Ui tiếc thế Còn cơ mi này tỉnh đó e, Quy đớp Không đủ sát thương đối phương còn bánh Đối phương còn giáp nội tại và còn bánh bị quy ạ à. Không có thiêu đốt phần này luôn Phần này có thiếu đốt là ngon rồi Level 6 đối phương thấy con Darius level 6 chắc là đối phương chạy thôi oh. Không đủ đam anh em à oh, reset ha Tôi có thì đốt tôi có chiêu cuối Ông đứng lại là ông chuẩn bị chết đấy nhá Máu này nhiều khi EWQ là chết rồi anh em à EWQ cancel animation là chết rồi anh em Hoặc là cần thì chiêu cuối luôn cũng được EWQ Hả Sao cái đứt không có đam đấy anh em Đứt nhầm vào lính à? <laughs> Màu đấy quy nhiều khi nội tại đốt chết đấy các bạn Tốn thêm cái chiêu cuối nhưng mà thôi thì Nói chung là kiểu gì sẽ phải tốn thiêu đốt hoặc là chiêu cuối thôi các bạn quy xong thì có thể là bị thiếu mất một tí đam Hình như là e vào tướng sau đứt vào lính rồi Vì đứt vào lính nên là quy dìa nó không đủ đam Phải dùng chiêu cuối Nhưng mà kèo này xong rồi anh em Kèo này Lee Sin lên ship một mạng với bùa xanh cho con Darius là thấy cơ nó chuẩn bị nó dỗi game rồi đó Cơ này non Mình cảm giác con cơ này rất non Đánh cái kèo mà rõ ràng là chất tướng thì thua thiệt Lại còn thích đẩy đường cao Trên lệch hai cấp độ ạ phần này chấp chiêu cuối nhiều khi pk vẫn win đối phương level 6 Chiêu cuối cơ miu nó sẽ mạnh trong việc là đánh với rừng thôi đánh tay năm stack rồi anh em ơi dùng e cao e là chết nhá còn thiếu đốt e đánh tay w không cần thiếu đốt quy dìa giết dễ nhờ kèo này thực sự là kèo rất dễ luôn anh em không cần chiêu cuối mà mà cơ miu để cho con đa đứt đánh tay w kèo này là một con cơ miu giờ kiểu như để đa nó áp sát xong nó đánh tay w xong nó quy gì ấy không có gì để né quy gì cả các bạn Con cơ mi trên lý thuyết nó là con tướng cơ động có cái E nha anh em nhé Nhưng mà E cơ mi nó là kỹ năng mà Nó không phải là kỹ năng dùng để né những cái quả Đánh tay WQ của Darius được Hoặc là nó cũng không phải là kỹ năng để né combo 3 quy chí mạng quá chóc được Nó không phải là một cú lướt ngay Nó là một kỹ năng cần thời gian để lướt Rồi đánh chặn giữa hai trụ luôn là chơi lớn luôn à Có chiêu cuối Đánh tay nhưng mà không kiếm W Sau đó thì hai stack rồi kéo E Ôi Xui vậy E đúng cái nhịp con cơm nó nó rờ anh em à. Pha giờ mà e được hai người mà quy dìa hai người mình nghĩ là có thêm tí máu đó. Cũng hơi khó đi xin level 6 rồi. Lilia level 6 đang cố gắng rút lui sau một tình huống kiểm soát sâu hư không. Thôi thì cũng có hai sâu dành cho Lilia là ok rồi anh em. Chạy bạn ơi. Chạy được Lilia chạy được thậm chí Lilia có thể quay ngược trở lại với trụ cuối hai người hay không chú cuối hai người có sai lát trốn vào bắt một mạng cho sai là quá ngon sau đó thì copy tối hậu thư đến từ sai năng lượng đầy đủ đến từ sai double kill cho Mid luôn ạ à. tìm đánh hay quá rồi gì đấm tới luôn à quyết định đóng băng lính đến từ sao lissandra tốc biến chạy được còn cái tên lính năm con còn lại này nó tạo ra cái thế đóng băng chắc là phải đến một phút đấy các bạn bây giờ đang là tám ba mươi mấy này anh em ơi đóng băng xong cái tên này là cảm giác con, con cơ mi nó bị nó bị ao game đấy anh em kèo đã thua chất tướng xong còn thua trang bị xong bây giờ còn thua kinh nghiệm thua lính thua tẻ le mà vào cái tên này bung tốc biến ra nhiều khi lại chết tiếp cho mà xem Cơ mi quyết định ra mít rồi chán rồi không muốn đi tốt nữa rồi <laughs> cái tên này là cái tên mà như mình đã nói là đóng băng được rất là lâu đó nó phải đến một phút thật đấy anh em ạ hồi nãy là 8, ba mấy bây giờ là chín mấy mấy rồi không đóng băng được hoài đâu anh em nhé không thể đóng băng được hoài nó sẽ đến một cái tên nào đó nó thành big way để người trở lại thôi thì cái tên đó mình uh, bung tốc biến ra mình solo kill băng trụ đối phương gì đó là đối phương lại có <laughs> tưởng tượng không bây giờ bị đóng băng tầm một phút hơn chả được farm cái gì xong đến lúc đối phương đẩy ngược trở lại một cái big way chuẩn bị được farm đối phương băng trụ chết mình cái nó chẳng khác nào các bạn afk tầm 2 phút đây là chín bốn mấy là một phút rồi đấy các bạn nó đóng băng thôi đóng băng một phút thôi nhá đóng băng một phút thôi đẩy trở lại thôi anh em đẩy đi cho con cơ mưu nó bị kiểu nó bị cân 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 nó lên lại hồi nãy giờ đây là nó, nó lại rồi này đó cái tên này đối phương chuẩn bị đón cái quay e đánh tay w gì à đánh tay sau đó thì bốn stack tốc biến đánh tay chiều cuối luôn không quyết định là không pha đấy tốc biến đánh tay chiều cuối cùng với thiếu đốt là nhiều khi chết luôn đấy anh em nhé cũng không chắc có thể là bị thiếu một tí đa cái nội tại cơ mi nó chỉ che được sát thương vật lý thôi nó không che được sát thương chuẩn đấy, anh em ạ băng trụ không nhờ đang khai thác giáp trụ với hai sâu hư không đối phương bấm mình hồi máu lại cho đối phương farm con xe to nhỏ e không cho farm xe to quy diệt không thành công Tên này thì cơ mưu nó còn nhiều máu và không băng trụ được rồi anh em ơi Nếu mà có dừng lên băng trụ cú này là cơ mưu cút game luôn đó các bạn 53 CS đến từ cơ mưu Quy rìa không thành công rồi Chưa hồi e Đối phương đang có định Farm an toàn Đánh tay W quy rìa xong cú e thiếu đốt đánh tay chiều cuối 4 stack Đánh tay thiều... khêu thêm một đòn đánh tay nhanh tay thật sự ạ à. Đi chắc là đi <laughs> Cái kèo này nếu mà lấy được 5 stack là chết chắc luôn các bạn nhé Còn nếu mà lấy 4 stack á Vẫn chết Vừa rồi chỉ lấy 4 stack thôi các bạn là chu cuối luôn rồi Bởi vì mang theo thiếu kẹo này nó lại kẹo rất dễ Nếu mà mang theo tốc hành thì đánh cái thế từ nhà đến trường dễ hơn hoặc là đánh team fight dễ hơn Ui sao team cánh dưới chết bốn người rồi đấy Tôi đang tính bảo là ván này mang theo đốt là team phải Team phải hỗ trợ team fight rất là nhiều cho con Darius này bởi vì nó không có tốc hành Mang tốc hành thì cảm giác là phải lấy 5 stack mới đủ đam anh em ạ 4 stack nó cứ bị thiếu thiếu một chút xíu đó giờ pha di chuyển lên với một cái hỏa khuẩn Reset một tơn sau trụ đối phương và quyết định tốc biến luôn cho nó an toàn Đang cầm hơn 2.000 tiền Tốc biến về thôi anh em ơi Về lấy tam hợp ha Ván này sẽ là một cái tam hợp kiếm anh em nhé Nó không phải là truy phản kích Nó sẽ là tam hợp Mà cái combo tam hợp của Ma Vũ là một combo cho cái lượng DPS rất là khủng khiếp Và cái cách lấy 5 stack khi mà có cái combo tam hợp với Ma Vũ nó nhanh lắm các bạn Nó đánh tay tốc độ đánh cực kỳ cao Nhưng mà Ma Vũ chắc là phải lên tầm đồ độ... Đồ 3, đồ 4 gì đó còn đồ 2 nó chuẩn chỉ vẫn là một cái móng vuốt anh em nhé Thì bởi vì kèo này 4 stack nó cứ bị thiếu thiếu một chút sát thương nên là bỏ cái tốc hành lấy cái tốc lấy cái thiếu đốt là 4 stack là đủ đam anh em nhé Chỉ là vấn đề là trong team fight khi mà không có tốc hành con Darius thực sự là một con tướng rất là tủ Còn nếu nó không có tốc biến nữa thì thôi Là bị người ta dắt hoài luôn á Đối phương mà có mít kiểm soát ví dụ như Lissandra ván này là một con mít kiểm soát nhé là nó có rất nhiều cc xong rồi thêm support đối phương một cc nữa là vào giao tranh chắc là phải bất động đến vài giây không ăn trụ à hình như đối phương cạnh tranh sâu với cả lilia hả ta uhm... không lilia đang farm sâu rất là chill luôn năm sâu hư không có giao tranh rồi ngoài con Lysin với con lisandra đã bớt kiểu gì mà con lilia đi trắng cây máu đấy support đối phương cũng có mặt cơ mưu có mặt với cái tối hậu thư phiền rồi Quả con Lee tám 82 rồi anh em nó khỏe điên luôn đó Con cung niên tầm này thì nó cũng, cũng có tam hợp thương. Nó không khỏe hơn con Darius này đâu nhưng mà Tôi nó đánh chung này. với team rất là dễ với cái tố hậu thư ấy, các bạn Khai thác một mạng đường dưới dành cho bộ đôi Kai'Sa và Pantheon Nhưng mất ba mạng cánh trên vì rừng gần như là chết chay luôn anh em Lilia 14 mà bị nó sốc sát thương với Lisin Cùng với Lisandra hỏa khuẩn Oh, Lee, Sin... oh, Lee... Lee Sandra Lee phía bên kia cũng là streamer ấy ta? Liệu rằng đây có phải là một trận đấu ở máy chủ siêu cấp không các bạn? Bình thường là đánh đến tầm Rank kim cương một ở máy chủ siêu cấp Trung Quốc là gặp rất là nhiều streamer, ấy. người ta hay có mấy cái tác nền như kiểu là tác nền Huya hoặc là Douyoo, ví dụ như Lee Sandra như là <laughs> Huya Đợt này thì uh, xếp hạng nó còn khoảng chừng 3 tuần nữa anh em ạ, là như chuyển sang mùa mới thì phải. Không biết đến cái thời điểm mà nó reset rank thì uh, sao cho mừng có leo lại tốt thách đấu mấy chủ sư cấp nữa hay không. Đợt này thì đang uh, rảnh rảnh toàn là đi đánh võ đài hoặc là uh, lâu lâu làm content xuống rank bạc, rank vàng đánh mấy cái giáo án dị dị thôi anh em. Đây là một trận đấu diễn ra mức rank tầm kim cương một cao thủ là mình thấy cũng một buổi livestream chắc chỉ đánh tầm 1 đến 2 game như thế này thôi anh em ạ. À. Mình sẽ muốn làm những cái giáo án rank cao hơn một chút. Chiêu cuối thiêu đốt luôn nhưng mà không đủ đam rồi. Mặc dù chiêu cuối điểm cộng thứ hai nhưng mà con cơm như còn 2.000 mốt máu mà sao mà giết được. <laughs> Thử đam thôi anh em. Phần này test đam thôi nhá. Thì gần chết lấy 5 stack và sau đó thì chiêu cuối cùng với thiêu đốt mà chiêu cuối điểm cộng thứ hai rồi anh em thì con cơm đi chỉ còn tầm vài trăm máu thôi không đủ đam anh em à mình nghĩ vậy phải, vậy phải tầm hai đồ lớn á phải có cái móng vô thì may ra mới đủ đam bên phía bên kia đã có một con Lee Sin khỏe và Lee Sin gần như đang phải gồng gánh tất cả đồng đội đây là một tình huống chưa có tốc biến đến từ sosomon không có tốc biến thì hơi khó giết con cơ miu này rồi bỏ sứ giả thôi anh em con sứ giả này thì đối phương đang kiểm soát và nếu như sosomon đánh con cơ miu này sẽ bị đối phương lên đây farm thôi ha cơ còn có nửa cây máu mà dám tự tin đứng lại là vì đồng đội của cơ đang ở khá gần hít kinh nghiệm xe to thôi đánh cánh yếu anh em nhé có một dấu pin chấm hỏi là đối phương liệu rằng có băng trụ tôi hay không <laughs> pantheon đã không có trời sập nha họ dọn lính được là được anh em ạ không có lính được đối phương băng trụ có chiêu cuối lại rồi này chiêu cuối này thì mình nghĩ là có thể cân hai được vì con cơ miu đã khá yếu rồi mà cơ miu nó yếu như vậy nó lao vào nó mở thì nó sẽ bị con đa đứa này êm vào và giết trước khi đó với năm stack cùng với chiêu cuối được reset thì mình nghĩ là xử lý mạng Lee Sin được vẫn sẽ là móng vuốt Sarak ở đầu thứ hai thôi nhưng mà chưa đủ tiền để nâng cấp anh em ơi còn thiếu mất một chút tiền à, đây là một tình huống di chuyển xuống cánh dưới ở Tham Minh Rồng có tốc biến nhá ít nhất là phần này có tốc biến anh em ạ đồng đội thì sẽ có CC đến từ Sylas Lilia của với Pantheon may quá mít rừng bắn này có nhiều CC bật máy quét Pantheon trời sập kéo lại ok bắt lẻ chưa hỗ trợ đối phương tính chu cuối lấy năm stack nhưng mà không được thôi thì vô tình giữ được chu cuối để đẩy lẻ với cơ mi đường trên mi xác định là không đánh nhau được anh em nhé em nó cũng không tp luôn lilia thì có một hạt lăn lóc sau đó thì chu cuối mở và sau đó đồng đội tốc biến lên hàng loạt để có thể kiếm mạng hạ gục nhưng mà mi tp rồi anh em ơi hỏng rồi toàn <laughs> xong rồng không về <laughs> bây giờ mình không về là con cơm nó đẩy banh trụ tốt nha anh em nhá mình về một cái nó tp một cái là trừ tim luôn tim ăn được mạng của lisandra xong chết hết bốn người rồi thấy khó ha đây chính là cái việc mà không có dịch chuyển đường trên nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng macro như đã nói nếu các bạn ở lại thì con cơm nó đẩy Nhưng tiếp là banh trụ hai nếu mà các bạn về nó TP nó đánh là phần còn lại của team cũng hơi ngợp Phải đấy nếu như mà xử lý đúng thì nên là con Sylas TP về đép trụ 2 còn Darius ở lại đánh nhau Nhưng mà Sylas nó tốc biến lên nó bơi cả Đó, người lên đạp. sau cái khúc du và nó <laughs> chết luôn rồi Thôi về lấy cái Starak ha Chỉ số farm tốt Cây đây thì đẹp tiền trụ cũng nhiều Mỗi cái là Điều bị đeo, đeo, đeo tù thôi anh em à? <laughs> Mỗi cái là cái chất tương của nó rất tù thôi Trông chờ vào đeo, đeo. việc là đồng đội sẽ đánh team tốt thôi các bạn CC chuẩn là được Con Darius này nó sẽ có rất nhiều sát thương tiến sau Cái cách triển khai sát thương của Darius trong team nó không dễ đâu nhé anh em nhé Nó phụ thuộc vào việc đồng đội có mở đẹp hay không nếu có tốc hành thì mình nghĩ là cái khả năng đánh team fight của Darius nó sẽ được đẩy lên một tầm cao mới Còn Kermil comeback rồi kìa Vấn đề lớn đấy các bạn, Kermil nó cầm dịch chuyển nó đẩy lại áp lực hơn cái Darius rất là nhiều á một một thì nó không lại đâu nhưng mà nó có khả năng đẩy cánh và dịch chuyển đánh nhau rất là dễ Còn Darius lại không có dịch chuyển để đánh cái công cụ macro như vậy Bây giờ đồ này với móng vuốt đồ 2 thì mình nghĩ là cân 2 thì được còn cân 3 là hơi khó. bạn tưởng tượng bên kia Lee Sin mưu lên với cái tối hậu thư cùng với hầm mộ hàn băng của Lissandra là ra thấy con Darius này giày thép gai nhiều khi chịu không nổi. Nó sẽ có kháng CC tới từ cái móng vuốt nhưng mà mình nghĩ là không cân 3 nổi đâu. Trừ khi cấp độ 16 với chu cuối điểm cộng thứ 3 thì mình nghĩ là có cơ hội. Vì thực ra đường đối phương cũng hơi mỏng. đứng cam để bắt người lên backup cho vị trí của Lissandra và tiện thì cướp bồ xanh luôn nhưng mà tầm nhìn đang hơi ít pantheon cần phải đi chung để cắm mắt ở đường cánh đồng đội đang mua rất là nhiều máy quét anh em nhé Lilia là người có khả năng mở tốt nhất với những pha À support đi đầu để bạn tốc biến là kéo e lại đánh tay W quy dìa chiêu cuối luôn chăng Chiêu cuối lấy năm stack luôn nhưng mà không có tốc hành Khúc du tốt đi bộ lên WR hai mạng sương sương một nghìn tiền của Lee Sin Quy dìa thành công tốc biến chiêu cuối và triple kill Góc này đang bị khép góc bởi cái nội tại của Lissandra Lissandra đã có vũ phù thủy rồi Triple kill đã có dành cho cho mừng Và đó là một mạng nữa dành cho Kai'Sa Baron thôi Về cơ Mew còn đồng đội ăn Baron đi anh em Đồng đội mở đẹp là có sát thương Tôi chỉ không có khả năng mở thôi Chứ còn tôi có sát thương rất nhiều Rất nhiều sát thương Không mua đồ luôn đâu Phần này không tốc biến, không tiêu đốt, không chiêu cuối Về dép con cơ mưu để giữ lại Megabot Mà cơ mưu TP được cân bà Ôi Xong rồi Xong rồi <laughs> <laughs> không có TP anh em ơi Đánh team file thì ok Nhưng mà đến cái câu chuyện TP silent Thì nó lại là câu chuyện khó Cơ yêu lại TP đi khi thấy sao cho mừng về Nó không bao giờ đánh trực diện 1-1 một một anh em nhé Đánh một một đâu đánh có lại đâu Nó sẽ đi đẩy lẻ đó Nó sẽ ăn trụ Team ăn Baron không được Chết ngược ba người và mất luôn Baron <laughs> Cứ kiểu vừa ăn được cái gì đó Xong kiểu gì cũng lại phải nhả lại ấy các bạn Pha vừa rồi đẹp thì là bỏ một mega để ăn baron chung với đồng đội đồng đội thực sự là không đủ tanh và không đủ đam anh em ạ bây giờ đồ ba nếu như mà mua ma vũ thì con đa này sẽ hơi mỏng đấy nhá ma vũ là một đồ thuần công anh em nhé mà các bạn tưởng tượng những con như đa là những con đấu sĩ nên là nó sẽ có xu hướng lên những cái đồ semi nhiều hơn là đồ thuần công nó ti lang thang giữ đấy bạn đi rồi một tình huống di chuyển cổng công nghệ lỗi đến từ Naughty để kiểm soát rồng và thế là cút luôn Sao cho mừng cũng đi cổng công nghệ vòng ra phía sau với chảy sập đến từ vị trí của Pantheon EWQ thành công Lee Sin nỗ lông cước Lee Sin đi rồi Kai'Sa rờ vào bắn và đó là mạng dành cho Kai'Sa với tình huống lên bảng của Lucian đối phương cũng vừa ăn xong đối phương nhả ra luôn ạ <laughs> gỡ, gỡ 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 anh em ơi gỡ con rồng nữa rắc so luôn à như vậy Ma vũ phải đổ bốn rồi ra là mua ma vũ để đánh kèo một một với cơ đó nhưng mà nãy giờ có đi chung với nó đâu anh em cơ mưu ba đồ rồi ha cơ này tính ra nó ngang đồ với sao cho mông luôn ạ à. Ừ, ảo à con <laughs> cơ này nó vừa ăn được trụ đường cánh nó vừa ăn được rất là nhiều mạng trong đó có những cái mạng shut và sau đó thì nó còn ngang đồ với một con darius đang farm tốt hơn nó khoảng chừng năm sáu chục cs ạ Uầy. nhưng đây là một tình huống vừa có dòng công nghệ vừa có trụ đường giữa vừa có được ba mạng gục pha này về và đép đường trên không cho con Lixandra, nó cầm baron nó đẩy trụ hai anh em nhé và may mắn là đồng đội vẫn ăn được con rồng không bị con cơm nó tivi nó đá tiếp do là đối phương chỉ còn hai đường đơn thôi nên đối phương không dám đánh láo một way trên top thành công một cái hồng ngọc hiện tại là vẫn chưa có dấu hiệu lên ma vũ nhưng mà cùng xem xem là ma vũ sẽ lên đồ mấy ván này anh em nhé nó là một đồ solo rất mạnh Công nhận với các bạn là ma vũ song kiếm khi mà có được Trang bị này cùng với cái tam hợp là một lượng tốc đánh cùng với khả năng solo một một Siêu mạnh cho Darius luôn Nó bù cái lượng DPS rất là khủng khiếp anh em nhé Nhưng mà trong giao tranh thì mình cảm giác đồ nó sẽ không hiệu quả bằng so với các trang bị dành cho các đấu sĩ Và thực ra là con Darius này đam nó rất là nhiều rồi ấy. Lên đồ thuần công thì nó hơi nguy hiểm Về mặt chống chịu Đồng đội giao tranh Lilia dù ngủ 4 5 người thế này thì không win team pha mới lạ. Hai mà hạ gục trước. Một cú WR lấy 5 stack sau đó thì Quy ở đối phương bỏ chạy với một pha hộ thể tốc biến các kiểu. Không có tốc biến nhờ đi bộ với một con đao rất tiếp cận Lee Sin với Lissandra thì thôi. <laughs> Mai mới tiếp cận được nó anh em ạ. Mặc dù là chiêu cuối có 5 stack nội tại nhìn rất lực. Chỉ cần chạm được vào người đối phương với một đòn đánh tay và chiêu cuối thôi là có mạng thứ hai đó. Nhưng mà không có tốc hành, không có tốc biến Quá tù Nhưng mà đồng đội vừa rồi Lilia làm một quả khúc du thế giới đó các bạn Ngủ nguyên tim đối phương luôn ạ Chỉ tiếc là ở tại thời điểm này thì đang chưa có Baron Chưa có cả rồng nữa Nên nhiệm vụ sẽ là đẩy cao các đường và Ăn được trụ nào thì ăn, không ăn được thì thôi đi vét rừng anh em nhé Nhớ là đi cướp rừng nữa anh em ơi Trong khoảng thời gian này thì nên đi cướp rừng Ok về nhà với một k 3 tiền À đây rồi Một cái song kiếm vàng được hướng tới Ở món trang bị tiếp theo đến đây, từ Darius của liệu, Sao Nó để hướng tới ma vũ song kiếm anh em nhé đang có một tình huống giao tranh nhẹ nhẹ khu vực cánh trên và Salad mất máu hơi nhiều rồi. Sotomon đang xuống đường dưới để có thể để lẻ thì đồng đội gặp nạn khu vực cánh trên và lại phải đi bộ lên. Còn một chút xíu 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 kinh nghiệm nữa thôi là lên được cấp độ 16. Một cấp độ rất là quan trọng cho Darius để có thêm sát thương chuẩn đến từ máy chém nó no sớt tốc biến móc mỏ neo lilia lách cái nhẹ mà thủy lôi đẩy vào tối hậu thư còn nha dính tối hậu thư và lilia không có bao nhiêu máu cả dồn sát thương cũng chưa đủ để dứt điểm cơm như trong pha này rồi cấp độ 16 đã có Kai'Sa rờ thẳng vào giữa đường đối phương nhưng mà sát thương đến từ sa lại có đủ hay không một mạng dành cho Kai'Sa sau đó đồng hồ Sao cho vương đang phải là người lao tới với e đánh tay wq các kiểu chưa đủ sát thương tốc biến đánh tay WR một mạng đánh tay nhưng mà không kịp R cái thứ hai vì bị đối phương sốc sát thương chết luôn vỡ Starak nhanh quá anh em ơi quả vừa rồi kịp R là cái Lucian cũng chết rồi còn gì nữa một pha chiêu cuối và chính bản thân mình đến từ Sylas rất là chấm hỏi ờ... có flash không Phát đứt là chết đấy nhưng mà không có Kai'Sa dướn một đòn cũng không nổi Sát thương la đủ đến từ Kai'Sa Dính sóng âm mà đi luôn Tình huống vòng sau đến từ Sylas để bắt một con Lucian yếu máu. À. Ờ. hai <laughs> đồ này cũng không có nhiều đam lắm, nó thọt farm quá, sao con Sylas lại thọt farm dữ vậy? Sao con Sylas mang TP kiểu gì mà sao bây giờ nó có 100 CS lần sao anh em? Khúc du rừng thảm QRQ nhưng mà sát thường là không đủ đến từ cái vô ảnh cước của Lee Sin và Lee Sin chết là có cơ hội ăn Baron mà cơ đã đến với một tình huống vét mạng của Lilia thì không có baron nào ở đây cả. Pha trước bông tốc biến đã giết được mỗi một con nauti pha đấy mà. Có thêm một chút xíu máu để sống sót cái nhịp thứ hai để chuối cuối Lucian mình nghĩ là nó đã là một cái tình huống khác cho game đấu rồi. Nhưng mà bởi vì không ăn được mạng của Lucian pha đó lại còn mất tốc biến nên là pha này đang cảm giác là hơi tù một chút với con Darius đi bộ như thế này, không có tốc hành không có tốc biến nhưng mà nauti bị bắt lẻ, nauti chết rồi. Lợi thế là 4 đánh 3 trong khoảng chừng 30 giây cho team mương. Con rồng này chưa phải linh hồn rồng anh em nhé Nó chỉ là rồng nguyên tố thứ ba cho team mương thôi Con Baron tiếp theo là một con Baron vô cùng quan trọng Đây có thể là một con Baron game dành cho một trong hai bên Được cái là có 15% tỷ lệ chí mạng thì lâu lâu nó sẽ ra đòn chí mạng nhìn nó cũng khá là có đam ha. Ừ. Đồng đội canh dưới đang phải tạm thời đánh hòa hoãn một chút. Quay top đang hơi áp lực anh em ơi. Con salad nó bị yếu này, con Darius không có dịch chuyển. Và nó đang khiến cho cái giai đoạn 131 của đối phương diễn ra rất là thoải mái luôn. Cơ có dịch chuyển đấy rất là tự tin đường giữa đối phương Lissandra cũng tương tự như vậy Nên là cái cách chơi thiêu đốt đường trên thì nó sẽ mạnh ở khâu đi đường và dễ solo kill thôi anh em nhé Nếu mà không dùng lợi thế đi đường để mà end game sớm là nó sẽ thành một game đấu bị đối phương vờn cái thế 1-3-1 rất là khó chịu Rồi về lấy ma vũ ha Ok ma vũ xong kiếm Cơ mi cấp 17 sao chung cũng cấp độ 17 Đối phương cũng có khá là nhiều trang bị và đối phương đầy lẻ cũng rất nhiều sát thương lên trụ anh em nhé Solo cái nhẹ bạn nhờ Bạn ba đồ rưỡi rồi Cơ mi ba đồ rưỡi này sát thương chuẩn của nó cũng rất nhiều đấy anh em nhé Sát thương chuẩn nó lại còn hồi rất nhanh nữa Dùng E để ăn xe to Đến Từ Sơ mừng cũng có vẻ là hơi vội rồi Cơ mi vẫn tiếp tục đẩy tiếp à À đẩy láo hả bạn sẽ là một cú quy chỉ chúng một cóc đến từ sau mừng W một cái đánh tay đánh tay 4 stack 5 stack đánh tay e đánh tay W chưa cuối hả đủ đam không Thưa đốt đủ đam luôn này Ui W một nghìn sát thương liên lính ạ. À. 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 Thế con Darius này ta không ta cần quy à các bạn? Darius này chấp quy đấy. Quả solo vừa rồi đúng là quả solo chấp quy đấy các bạn. Hồi máu lại từ cốc một tí, sau đó đồng đội đang giao tranh khu đường giữa khá là căng, khúc dù đẹp đến từ Lilia Lee xin yếu Lee xin đi rồi. Đối phương chết thêm hai người nữa. Đó là cặp đôi mít rừng và sau đó thì thôi, xong xong game rồi. À. E đớp. Một cú W lại còn chí mạng nữa thì phải. Mạng thứ 12 dành cho Darius của Sachemon cùng với cú quét sạch. Để mình reply lại cái tình huống solo vừa rồi nhìn nó cứ điêu điêu kiểu gì nhỉ Sao nhìn nó dễ vậy các bạn <laughs> Solo đánh tay thằng nào chết trước thằng đấy là <laughs> Đấy là con à <laughs> Một trang bị rất mạnh về solo Đó chính là cái ma vũ song kiếm nhưng mình cũng không nghĩ là nó lại mạnh đến như vậy Cơ mi nó cũng cấp độ 17 và nó cũng ba đồ rưỡi ha Tất nhiên là con Darius này lúc này là bốn đồ rồi Nhưng mà kể cả là như vậy thì Đâu có đâu có lý nào lại solo dễ đến như thế nhở Đây quỳ vào cóc rồi anh em không có stack nào luôn á W một cái hai stack, ba stack, 4 stack, 5 stack Đánh tài E, đánh tài W Chí mạng 700 đàm Chiều cuối, đối phương chiều cuối né chiều cuối Đối phương vỡ Starak Mình thì còn chưa vỡ Starak Cái ma vũ thực ra là một trang bị Cũng khá là rẻ tiền nữa ừ. Đồ trích lệch không đến mức quá nhiều anh em à Món cơm như pha này thì nó làm cái gì nhở Q cái đánh tay Đánh tay Q2 Đối phương đánh tay Q2 một cái là 853 sát thương chuẩn Chiêu cuối của Darius pha này là cấp độ 3 rồi anh em nhé Nó sẽ tầm 1 1300 1 gì đó Pha này là chiêu cuối vào cái bóng vuốt này là chỉ tầm 700 đam vào máu đối phương Nhưng mà nếu mà tính thêm đam đến từ cái chiêu cuối Darius mà nó vào cái lá chắn của Khơ khi mà nó vỡ cái Starrack ấy các bạn Nó phải tầm một k 2 một k 3 gì đó Với điểm cộng thứ ba như thế này thế giờ solo cứ <laughs> cứ đúp liu đánh tay xong đánh tay đúp liu à đánh tay đánh tay đánh tay đánh tay đánh tay đúp liu dễ nhở Con cơm yêu đến cái thời điểm này là nó cái thời điểm mà nó cũng khỏe rồi đó các bạn sát thương chuẩn của nó với Q2 nó tầm tám trăm rưỡi tức là nó đá hai Q2 là hơn chu cuối Darius luôn rồi thì vừa rồi là một tình huống mà cơm yêu đã bị con Darius đánh tay cho tới khi chết luôn Lâu lâu lại còn có mấy quả gọi là chí mạng từ ma vũ 15% à nhầm 25% chứ. Nhìn đam cũng hơi ảo ảo. Để xem ván này có được check đam cuối game không nhở Mình cũng khá là bất ngờ với cái sát thương đến từ cái ma vũ song kiếm dành cho Darius đấy anh em. Không được xem đam cuối game rồi anh em ơi. Kim cương 174 điểm. Cái đê ván này thì có ông Kai'sa này comeback tốt mà Kai'sa build đồ cũng dị ha. Dìu đen cho Kai'sa. Dìu đen, dao điện, móc diệt, đồng hồ Đồ cuối thì mình không biết nó có phải là cung trạng vạng hay à không không, phải cung trạng vạng, cung trạng vạng không liên chung với dìu đen được đấy, anh em ạ Một lối build đồ khá là thú vị đến từ Kai'Sa Mít rừng vắn này thì ông mít này hơi thọt Ông mít này bị một vấn đề là farm, farm yếu quá mặc dù có TP đó Và thường trong những cái ván đấu mà một con tướng cầm TP Nó sẽ có quyền đánh silent farm rất là ok anh em nhé Còn Darius không có TP này mới khổ này được cái là đi đường thì đè nát hơn Kermil rồi Nhưng mà Kermil vẫn comeback Rất tốt sau những cú TP vét nhiều mạng Chỉ là kể cả như vậy cái chất tướng này có vẻ là chất tướng solo 1-1 không lại Darius thật Đặc biệt là khi Darius lên theo kiểu tam hợp với Ma Vũ thì nó Có sát thương DPS rất là cao và nó khiến cho con Kermil đường cánh Đánh trực diện là không có lại anh em ấy, Chỉ đánh kiểu chụp giật với dịch chuyển để Tạo áp lực đường cánh cùng với đẩy cao sau đó dịch chuyển đánh nhau thôi còn solo 11 thì kèo này có vẻ là kèo mà mi sẽ bị thua từ đầu đến cuối game luôn các bạn. À, cảm ơn anh em rất là nhiều bạn đã theo dõi một giao án của Sotramon với con bài Darius cầm Đốt đi top Giải quyết kèo đấu gặp một con Kermil rất là dễ ha Rồi đến cái hướng lên trang bị khi mà các bạn có khả năng solo một một mạnh Thì lên thêm cái mạng vũ nữa thôi là kèo nó lại kèo lệch Nó lệch từ đầu đến cuối luôn Chỉ có một thứ duy nhất mà Kermil làm được là đẩy lẻ với cái dịch chuyển mà thôi Hẹn gặp lại anh em ở giao án khác trên kênh Văn Tùng nhá Bye bye